Hello, chào các bạn. Hôm nay nhà mình ăn cá. Cá gì em? Cá tuna. Cá tuna. Tuna. Thu chứ. Cá tuna. Cá tuna hả? Cá tuna. Cá tuna. Ủa, anh cũng không biết kêu bằng tuna có đúng không? Cá tuna. Tuna hả? Cá tuna. Kho cà. Trời ơi, không biết tên cá gì nữa các bạn. Rồi. Các bạn thấy cô Mai sắc cà kho cà nghe các bạn, kho cà các bạn sắc cà như trái đồng tư rồi mình sắc nhỏ, nhỏ quá cái nó nát. Hành không có, mình không có ướp các bạn. Các bạn có thể ướp tí xíu muối cũng được. Mình chiên. Mình chiên, chiên xong rồi mình mới kho. Khi cá, khi mà để cá vô, các bạn nhớ để cho nó vô sề sề rồi sề xong cái nó vừa rám nó bạc lại lại liền. Là con cá của mình nó không bị tanh. Chiên nó vàng thì nó kho nó sẽ không bị để. Cái cá này nó cũng nó dai nhưng mà dai mềm, không phải là nó dai nhất như mấy cái loại cá kia. Chặt nè, các bạn thấy không, chặt nó không bị để. Chiên bự quá. Ở nhà mình nói là chú Kiều rất thích ăn cái đầu cá. Cái đầu cá này là của người quen người ta cho, mà người ta không có ăn cái đầu, phải dính liền với một khúc thịt đó. Các bạn thấy nó dính liền với một khúc thịt đó. Các bạn thấy không, khúc thịt thì ta to thơm quá, thơm quá, thơm quá. Cá này không có tanh, nó rất là ngon, thơm quá. Chiên là thấy ngon quá em ơi. Rồi quay lại em cắt hành. Các bạn có hành cận thì mình cắt một ít. Mình cắt miếng để chút mình xào cà. Rồi mình cắt một số còn lại mình cắt khúc. Để chút mình để vô trong cán. Rồi hành lá mình cũng cắt khúc luôn. Món này ăn cơm ngon lắm các bạn. Giờ mới mài ráng thôi. Quên khen. Tự quên mài khen. Tự khen luôn. Tự mình xử mình. Đâu cần ai khen. Các bạn thấy chiên cái vàng này rất là ngon. Lúc mà cắt đó, nó mịn quá, nó cắt không được, nó muốn bể. Nhưng mà khi mình chiên lên, nó vàng, các bạn thấy không? Cái vàng rất là ngon. Rồi mình chiên sau khi mình chiên xong, mình cái dầu còn lại mình đổ hành lên nha các bạn. Mình xào cho thơm. Cái dầu chiên cá còn lại đó, mình để cà vô mình xào. Vô đây một muỗng cà phê bột nêm nha các bạn,
chị cho khoảng nửa muỗng cà phê muối. Chị cho 2 muỗng cà phê đường nha các bạn, 2 muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê tiêu. Xong rồi cái cà này nó hơi ướt rồi mình xúc ra các bạn. Mình xúc ra mình có để, mình để mình nấu thì mình kho chung với cá thì một hồi nó sẽ bị mềm. Mình xúc ra hết. Mình cho cái nước Cocorico vô. Đây các bạn, mình cho một nước lon Cocorico vô. Nếu mà ở Việt Nam thì mình xài cái nước dừa trái đó các bạn. Mình cũng có thể thêm một miếng nước súp gà đó các bạn. Tùy theo cái cá của mình. Như đây là mình còn miếng nước súp gà, mình còn miếng nè. Mình cho vô luôn. Chừng khoảng một chén. Các bạn thấy các bạn ăn cay được thì các bạn cho vài trái ớt vô. Nếu mà mình không ăn cay được thì mình để nguyên trái nha các bạn, để nguyên trái để khi đó mình vớt ra mình không có dầm. Còn mình không ăn cay được thì mình không để ớt, mà không ớt thì cũng ngon. Thì các bạn để nguyên trái, các bạn không dầm á. Dù các bạn để nguyên trái vậy nè thì nó không có cay nhiều. Còn mình đây mình nấu, mình để cái ớt mình ăn cay được, mình để ớt. Cái món này mà kho mà cay cay ăn rất là ngon các bạn. Bắt cơm đó. Khi mà nó sôi trở lại thì mình sẽ thả cá vào. Các bạn thấy cà xào bước vậy nè, mình để vô sao nó ngon lắm các bạn. Cá này các bạn thấy không? Ôi, nguyên cái đầu vàng hơn các bạn thấy không? Vàng lắm. Nó sôi lên rồi đó, bây giờ mình để cá vô nha các bạn. Ở đây chắc là khi các bạn thích ăn cái đầu cá quá, chú Triều cũng rất là thích. Thích cái đầu cá kho. Cái đầu cá này kho nó thấm ra ngon lắm. Mà thấy không? Nó bể ra nguyên cục nạc luôn. Và lúc chặt nó bự, nó to quá đó. Còn đây thì nguyên cái miếng này các bạn thấy nè ha. Nó cũng y vậy mà nó không bị bể thì thấy rất là ngon. Cho nó nằm xuống dưới nước rồi cho nó thấm. Cái bếp mà nó còn nóng đó các bạn, khiên mà có dăng nó còn nóng đó các bạn, cứ lau liền thì nó sạch, nó không có làm cho mình thịt. Giờ mình hớt bọt xong cái mình đậy nắp lại trước nha các bạn, cho nó sâu lên, nó thấm cái phần trên của cá. Nước mắm kho cá là có nước mắm nha các bạn. Đây mình xài nước mắm ba con cua. Mình cho vô đây khoảng 2 muỗng canh nước mắm.
hai miếng canh nước mắm á các bạn. Lúc này thì mình có cho thể cho hành cộng vào đó các bạn, hành cộng á, hành trắng á, cho nó thơm, cái đầu hành á, cho nó thơm. Bây giờ mình có thể nếm, nếm tạm thời. Nó rất là ngon các bạn ơi. Chút sâu dinh thì bây giờ mình hạ lửa chút nha các bạn. Thì mình để nắp lại. Cái cá này các bạn kho đừng có mặn quá. Nó vừa vừa hơi có độ mặn chút thôi. Mà cái có nước Cocorico này nó ngọt nữa. Ngon lắm các bạn ơi. Thôi một chút nữa mình mới để cà vô được, mình để nắp lại, mình bớt lửa nhỏ à. Rồi bây giờ được 10 phút rồi các bạn, mình dở lên trời. Bây giờ là mình cá nó thấm gia vị hết rồi đó các bạn, bây giờ mình để cà vô được rồi. Đây bây giờ mình để cà vô đó, các bạn thấy rồi, nó sôi lại là xong rồi đó các bạn, rất là ngon luôn. Nhưng mà theo cái khẩu vị của mình thì nó như vậy, còn ví dụ như mặn ngọt gì thêm ha, là các bạn tùy theo cái sở thích cái gia đình của từng người ha, có thể các bạn sẽ gia giảm. Các bạn kho món này với khóm cũng ngon, mà hoặc khóm chung với cà cũng ngon nữa, rất là ngon luôn các bạn. Thế mình nếm lại một lần. Rất là ngon các bạn ơi. Bây giờ mình để hành vô luôn. Các bạn nhìn thấy nó ngon không? Quá trời hấp dẫn luôn. Đây. Các bạn thấy không? Oh, cá tuna kho cà rất là ngon các bạn ơi. Đó. Bây giờ mình để cà vô. Không, mình để hành vô. Xong rồi mình để hành vô các bạn. Cái mùa hành này vô cá nó thơm, nó ngon lắm các bạn. Về những công trình đơm hoa cất trái, về những công trình dương tới thương. Màu đỏ đỏ của cà, màu vàng vàng của cá chiên, màu xanh của hành, nhìn hấp dẫn quá phải không các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình cho vô đây một miếng tiêu nữa là xong. Đây mình cho một miếng tiêu là xong. Cái này nó với dưa leo rau các bạn ơi, rất là tuyệt vời. Hôm nay mình không có ăn, tại vì chiều nay mình coi cá xong rồi mình đi tuyệt vời, không có ăn cơm ở nhà, tại ra không có quay ăn cơm cho các bạn coi. Thì các bạn thấy cái món mà cá tuna kho cà nước dừa, nếu mà các bạn thấy ngon thấy thích thì các bạn cùng làm bếp làm với mình ăn nha. Cái loại cá này nó rất là bổ dưỡng. Các bạn kho cá nục cũng được. Coi như vậy ăn rất là ngon các bạn. Ngon lắm. Thơm mà nó ngon lắm, nó không có mùi tanh gì hết trơn á các bạn. Rồi, video của mình đến đây kết thúc. Mình chia sẻ cái món này, các bạn nào thích thì vào lá bếp cùng làm với mình nha. Rồi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Bye bye các bạn. Bye bye.